Đầu tiên này được đoàn ý nghĩa ngày 15 tháng 5 và sau đó báo cáo kết quả bình chọn của Hoa Bắc Hồ. Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941. Từ năm 1925, sau khi xác lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, tiền thân của đảng, Bác Hồ đã chỉ thị về nước lựa chọn một số thanh niên ưu tú đưa ra nước ngoài đào tạo. Trong số 8 thanh niên ưu tú đó được Bác Hồ đích thân dạy dỗ, có Lý Tự Trọng, sau này anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Khi thiết lập ra tổ chức đoàn, đảng đã giao trách nhiệm lịch sử cho đoàn, trực tiếp phụ trách chỉ đạo các tổ chức thiếu niên đi đầu. Nghị quyết đại hội đảng cộng sản Đông Dương lần thứ nhất tháng 1 năm 1935 ghi rõ, đoàn phụ trách tổ chức hồng chi đoàn, chỗ nào có chi bộ đoàn phải lập ra hồng chi đoàn. Những đảng viên dưới 16 tuổi lực lượng phải đưa ra hồng chi đoàn. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, sau nhiều năm công ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 8, hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, bao gồm nhiều tổ chức yêu nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, theo chỉ thị của đảng, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đội nhi đồng Trung Quốc đã được thành lập tại vùng Bắc Bó, Cao Bằng. Do đoàn thanh niên Trung Quốc nay là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trực tiếp phụ trách, ngày 15 tháng 5 năm 1941 đã được ban chấp hành trung ương đảng đồng ý lấy là ngày chính thức thành lập đội. Từ ngày thành lập đến nay, đội đã qua nhiều lần đổi tên. Sự kiện đổi tên với ý nghĩa nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để theo nguyện vọng của thanh thiếu nhi cả nước, ban chấp hành trung ương đảng trong phiên họp ngày 30 tháng 1 năm 1970 đã cho phép đoàn thanh niên đội thiếu niên được mang tên Bác Hồ vĩ đại. Thì vừa rồi thầy vừa sinh hoạt cái ý nghĩa của ngày 15 tháng 5 cũng là cái ngày sinh nhật của đội. Thì các bạn là tất cả bạn nào đã là đội viên thì chúng ta luôn phải nhớ là ngày thành lập đội là ngày mấy các bạn? Năm mấy? Đúng rồi, đó là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Thì sau đây thì thầy báo cáo tóm tắt quá trình lựa chọn cho ban Bác Hồ. Căn cứ và hướng dẫn của Hội đồng năm về việc tiêu chuẩn bình chọn cháu Bác Hồ trong năm học 2014-2015, ban chỉ huy đội triển khai đến tất cả các chi đội về tiêu chuẩn và số lượng đại biểu của các chi đội. Kết quả bình chọn như sau: tổng số đại biểu cháu Bác Hồ được bình chọn là 360 bạn, đại biểu cháu Bác Hồ là Trương Điển Hình 6 bạn. Đồng thời ban chỉ huy đội cũng bình chọn đại biểu đi dự cháu Bác Hồ cấp quận theo sự phân bổ của Hội đồng quận năm là 6 bạn. Thứ nhất, bạn Phan Bình Kim Tiến, chi đội quận 5. Thứ hai, bạn Nguyễn Dương Bình Dương, chi đội quận 2. Thứ ba là bạn Nguyễn Dũng Chiến, chi đội quận 5. Thứ tư là bạn Quỳnh Võ Cách Xuân Hồng, chi đội quận 5. Và thứ năm, bạn Nguyễn Dương Thường Vi, chi đội quận 5. Và bạn Phạm Bình Tú, chi đội quận 31. Và trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả bình chọn của Bác Hồ năm học 2014-2015 tại điện thoại Lê Trường Chinh. Thì vừa rồi thầy đã báo cáo các quá trình bình chọn cho Bác Hồ. Thì tiếp tục chương trình, xin mời bạn Quân. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể tất cả các bạn giáo hoa Bác Hồ thân mến, trong 380 gương mặt giáo hoa Bác Hồ có mặt trong buổi lễ hôm nay là những bạn có những thành tích xuất sắc trong học tập và
quận. Những bạn có nhiều sáng kiến trong việc tham gia các phong trào của đội đạt hiệu quả cao. Sau đây, chúng em xin mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn giao lưu và gặp gỡ 6 gương điển hình tiêu biểu. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn thân mến, trong năm học vừa qua, liên đội chúng ta đã bình chọn 380 gương giáo khoa Bác Hồ là những bạn tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào nhưng đồng thời cũng giữ vững danh hiệu học tập. Trong buổi lễ hôm nay, xin được giới thiệu đến quý đại biểu, quý thầy cô 6 gương giáo khoa Bác Hồ hoa nhân văn xuất sắc trong vườn hoa đẹp của liên đội chúng ta. Xin được giới thiệu em Phan Huỳnh Kim Suy, giáo khoa Bác Hồ lớp 4-5. Bạn Nguyễn Dũng Chí, giáo khoa Bác Hồ lớp 5-5. Xin được giới thiệu bạn Nguyễn Dương Quỳnh Như, giáo khoa Bác Hồ lớp 5-2. Bạn Nguyễn Phương Tường Duy, giáo khoa Bác Hồ lớp 5-5. Xin được giới thiệu bạn Quỳnh Cỏ Thanh Xuân Hồng, giáo khoa Bác Hồ lớp 5-5. Em Phạm Hùng Tú, giáo khoa Bác Hồ lớp 3-1. Mời các bạn cùng bước lên sân khấu. Sau đây chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn Phan Huỳnh Kim Suy lớp. Với vai trò là một ủy viên liên đội và được biết bạn tham gia các hoạt động của liên đội và chi đội rất tốt. Trong vai trò là một thủ lĩnh của lớp, mình thấy Xuyến rất tự tin và đáng yêu. Vậy Xuyến có thể cho mình biết bí quyết nào giúp Xuyến tự tin như vậy khi đứng trước đám đông, khi bạn tham gia hoặc khi giải chuyện Bác Hồ và đem về cho trường giảng khuyến khích. Chứ còn mình, ngày hôm nay mình vui lắm. Thật ra mình không có bí quyết gì đâu, khi đến trước đám đông mình cũng run lắm. Nhưng mà nhờ sự cổ động viên của cô chủ nhiệm và thầy phụ trách và ba mẹ nên khi đứng trước đám đông mình không run. Xin cảm ơn bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Phạm Huỳnh Tú lớp 5. Được biết, bạn Tú nằm trong đội tuyển cờ vua thành phố và đạt được rất nhiều huy chương vàng mà bạn cũng không cờ vua. Vậy bạn làm cách nào để vừa hoàn thành tốt việc học văn hóa của mình và tham gia trong đội tuyển cờ vua thành phố? Và bí quyết nào giúp bạn chơi cờ giỏi như vậy? Thật ra mình cũng chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là sáng lúc 11 giờ về mình đóng tuyển cờ vua từ 11 giờ đến 12 giờ chiều thì mình học về. Mình học bài vua 357, và buổi tối thì 8-9 giờ mình học bài của tôi, bài hóa. Xin cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn đội viên học sinh thân mến, chúng ta vừa làm quen gặp gỡ giao lưu với 6 gương giáo khoa Bác Hồ, gương hoa chăm hoa xuất sắc nhất của liên đội và được nghe những tâm sự và những ý kiến đóng góp cho liên đội. Đoàn phường 13, số 3, QĐ-TTM, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận 5, ngày 8 tháng 5 năm 2015. Quyết định về việc công nhận giáo khoa Bác Hồ năm 2015, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận 3, quận 5. Xét văn thư đề nghị của ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Lê Đình Chinh, ban chấp hành đoàn phường 13 quyết định điều động công nhận cho 380 em đội viên đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh thuộc liên đội trường tiểu học Lê Đình Chinh danh sách đính kèm đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Số quyết định từ 001 đến 038. 0380. Điều 2, ban chỉ huy liên đội, chi đội và các học viên có tên trong quyết định này thi hành. Thay mặt ban chấp hành đoàn phường, bí thư Phan Thành Nhân đã ký. Thank you.
lên nuôi chi ba anh hùng. Như quân đi phong bước trên đường giải phóng, tiếng kèn vang vang ra thiên nhiên nhị đồng. Tiếp theo là cờ đội Hồ Chí Minh quang vinh, ba phương còn trong mai cùng đau nương. Tiếng của người vang âm cả non sông, khi chúng ta kết đoàn em học anh chăn hoan, ba phương lục tình người dân ta lên lưng. Tay ta như cao tâm thiên dung.
cận trên vai.